Hey, tiếp tục mình hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người kỹ thuật nhuộm màu nâu lạnh không cần tẩy luôn nha cả nhà. Nền tóc của khách hàng là 3 phút màu, tóc đen ngoài nâu, bằng đuôi thì vàng hơn và có lai nữa nha. Và mình sẽ nhuộm màu nâu lạnh không cần tẩy. Tóc của con người mẫu này nhiều quá và dài nữa nha cả nhà. Trước tiên mình sẽ nâng phần chân tóc, cái phần tóc đen đó, cho nó bằng phần màu đuôi rồi mình mới tiến hành nhuộm cả nhà. Bây giờ mình tiến hành nâng phần chân tóc. Chụp cho tấm hình nữa.